Gia đình của Hiếu Quỳnh hôm nay gặp lại các bạn thân thương của mình ha. Gia đình mình hôm nay nấu bún mắm nha các bạn. Bún thì bún cá, bún cua, bún suông. Bữa nay mình nấu bún mắm thì nguyên liệu gồm có nha các bạn. Bún mắm thì chủ yếu là phải có mắm rồi. Cái này là nửa ký mắm linh. Còn đây là nửa ký mắm sạch, rồi gồm có chả nè các bạn, mấy cái khoanh giò, mực, đây là tôm thẻ. Nhưng mà đặc biệt thì cũng phải có ngải bún, phải không? Cái này là ngải bún nè các bạn ha. Còn đây sả, tỏi, ớt thì mấy cái này là rất là thông thường rồi. Rồi cà, hai tẹt cà tím. Bắt đầu gia đình mình thực hiện nha các bạn. Còn đây là rau ăn kèm. Rau ăn kèm thì bông súng, quế, ngò gai, cái này bắp chuối, cái này là rau muống bào. Nhưng mà bún mắm thì đặc biệt có một cái là nó không phải cái cộng bún như là bún cá với bún suông đâu nha các bạn. Cái này là bánh tằm. Bánh tằm mà gọi là bún mắm. Bún mắm thì mình ăn cả cộng bánh tằm. Chứ phải sắc gà đi ha, mình ngâm nước. Mình nấu mắm nè nha các bạn. Mắm thì mình nấu nước sôi á, rồi mình đổ mắm vô đặn một chút, mình còn lượt xương. Mình chỉ có lấy nước mắm nước trong thôi. Cá sặc hồi nãy, cá sặc giờ cá linh. Hai thứ. Thì hai thứ nó có cái hương vị ngọt thơm riêng. Một cái một phải không? Cái một thì cà này á, mình sắc mình phải ngâm nước cho nó trắng. Rồi mấy cái này là một chút mình luộc phải không? Rồi mình làm cái gì? Tỏi, ớt hả? Rồi chút đỉnh này thôi. Cái này cũng đâm đâm chút á, là cũng lấy nước không à, bỏ sát. Cái này là bỏ vô mắm luôn nha. Đâm cho nhuyễn nữa. Và ớt, xả đều bầm nhuyễn hết luôn. Bát. Đây, cho nó phần dai. Chả thì phải chiên. Còn có muối, có hành, có tiêu, có bột ngọt gì đó sẵn trong đây hết rồi. Mình chiên. Mình chỉ có chiên thôi. Đó. Chả và mực và tôm thì mỗi thứ 300 g, còn giò heo thì mình sẽ dùng 4 khoanh khoảng 600 g. Cà tím bên đây là một trái 300 g. Thì những nguyên liệu này tại nhà các bạn có thể sử dụng tùy thích nha. Nhưng mà chủ yếu là theo kiểu miền Tây là mình nấu bún mắm thì nó phải có những cái nguyên liệu là như thế này thôi. Còn ví dụ như thịt nè, mực nè, tôm nè, tùy thích. Mình mua thiệt là nhiều mình ăn nó càng ngon chứ có gì đâu. Phải có cái liều lượng nhất định. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái bún mắm là cái cộng bánh tằm, cộng bánh sùng á. Có nơi có chỗ là kêu bằng cộng bánh sùng nấu bánh canh rồi đó. Chứ. Xương rã hết rồi nè các bạn. Và lượt. Lượt mắm. Nghe các bạn nghe. Chỉ có lấy nước dùng thôi.
một ký lô mắm thì từ giá 5 lít nước dùng đổ lên nha các bạn. Đó. Mình bỏ mấy cái phanh giò heo. Đó, bây giờ bỏ giò heo vô. Còn mực với lại tôm đó là mình luộc ở ngoài, mình luộc nước riêng. Này ngày bún nè, mình để vô mình nấu nha các bạn. Cái này là nấu là không có lược. Mình bầm đã bầm nhuyễn rồi. Mình cho nó thơm. Đâm nhuyễn thì mình bầm nhuyễn lại luôn. Thành ra là phải trụng nước sôi này cho chín rồi bỏ cái nước này luôn nha các bạn nha. Đồ biển. Thành ra mấy cái nước này mình bỏ. Đồ biển là phải trụng ở ngoài nước sôi cho nó định, nó không có bị tanh. Cái này là mình nấu theo kiểu gia đình mình nha các bạn ha. Bỏ nha các bạn nha. Cái nước này nó cũng không có ngọt gì đâu. Lượng nhiều hoặc là ít gì đó thì mình cứ như vậy đó mà làm thôi. Mình nhiều tôm, nhiều mực ăn nó ngon hơn nữa. Rồi xong xuôi cái mình thủ sẵn nè, một thau nước lạnh đá bỏ vô, nó chín rồi bỏ vô để giữ được cái màu sắc. Bún mắm thì nó khác với tất cả các loại bún khác ở chỗ là nhiều, rất là nhiều, như là hải sản có, rồi cá nước ngọt có, thịt có, mỗi một thứ thì mình đều nấu riêng. Như chả thì mình phải chiên, còn khoanh giò heo thì mình phải bỏ vô trực tiếp vô trong cái nồi súp của bún mắm. Còn hải sản á thì mình luộc cho chín rồi mình để chút nữa mình ăn, cái mình lót vô mình chan á là nước súp vô là mình dùng cái cọng bánh sùng chứ không phải là cái cọng bún. Thì đó là mấy cái điểm nó khác với các bạn á. Đó là gia đình mình nấu là vậy đó. Ta vớt ra người ta có cái giá có lỗ gì đó, mình không có giá có lỗ mình vớt bạn này luôn, bỏ vô được các bạn luôn đó. Cái nước quá dơ đổ bỏ xuống cho cá nó ăn luôn, mau lớn không quê là gì không á. Rồi. Cài vô. Đó. Đây là cà tím. Mình đổ xả. Phải xả ớt mình cháy nha các bạn. Rồi. Cái này là mình không có thêm muối nha các bạn, chỉ có đường với hạt nêm. Đắt tại vì mình còn ăn với nước mắm. Đường với hạt nêm nước đỉnh vô nữa là được rồi, chứ không nên nêm muối á, tại vì lát có ăn với nước mắm trong. Thì các bạn có thể nấu tại nhà, mình nêm theo phong cách vừa ý nha. Cái phần số lượng nêm này thì không thể định lượng mà chờ theo ý của mỗi người hết được. Thế bà Năm thêm đường và hạt nêm đó, thì ở đây đường là mình nêm cho nó hơi ngọt tí, còn có nhiều bạn thích ăn mặn thì mình bớt cái lượng đường lại cũng được. Cắt nha các bạn. Đó. Giờ lấy kéo thợ may ra cắt chả luôn. Cái cách của gia đình mình ha các bạn ha. Chả này muốn cắt làm sao cắt nha các bạn nha. Để lát vừa cái mình để lên cái tô bún vậy đó. À, chả mà dùng dao là sắt không có nổi đâu nha các bạn, nó giống như dây thun vậy đó, cắt không trời, giờ không đứt nữa.
ngon. Thấy bà Năm cho thêm cà gió vô cho có cái màu nó đẹp nha các bạn. Mấy bạn không có cũng không được. Tại uống mắm thì phải ăn thứ vậy đó, nó ngon. Ngò gai nha các bạn. Ngò gai với lá quế. Thấy bà Năm cắt ngò gai này giống như là cắt cùng hành vậy á. Nó sôi rồi thì mình sẽ vớt bọt nha mấy bạn. Cái bún mắm của mình nó hoàn thành rồi nha các bạn. Mà nó cái bún mắm thì cái này là các bạn nhìn thấy nha, cái này là cái cọng bánh sùng này nha. Đây cái cọng bánh sùng. Rồi ở đây là hải sản nè. Với cái chả này nè, một lát cây nè. Đây đây bà Năm cho đốc rồi bà trộn tô coi. Trộn tô theo cái kiểu của miền Tây mình coi. Cái này mình trộn phải không? Bỏ này vô trộn rồi phải không? Nó không phải là cái cọng bún. Thì lại giờ mày chưa ăn bún mắm hả? Ăn không làm cô ơi Cường. Làm tô nghe bác ăn cái này chưa? Dạ chưa. Cái cọng bún là cọng bánh sùng nghe chứ không phải là bún mắm thì nó là phải cọng bánh sùng. Bún là nấu bằng mắm luôn á gì nằm. Bún mắm phải nấu mắm chứ nấu bằng gì vậy? Đúng không? Con tưởng để nước mắm vô nấu. Nấu bằng mắm sạch, mắm cá linh. Dạ. Ồ, tính lâu lâu tô để con được rồi, cái khác nữa dạ. Chứ đâu để giữ vậy. Như con với Năm. Ngàn con tô ở thành phố Hồ Chí Minh là 60. Nhìn thấy thèm không? Còn Châu Đốc mình là 35.000. Còn bà Năm Châu Đốc bà không biết cô bán nhiều tao cũng không biết. Ăn tại thành phố đó. Thành phố hả? Tô đi bà. Tôi làm tô này đi rồi chút tôi lấy sức xong rồi. Xong không con rồi con hơi ăn không lấy cái bọc con luôn nha. Con nhìn thấy con thèm lắm rồi đó. Lấy ghế lại, lấy ghế lại ngồi. Được rồi, được rồi. Vô coi. Vô, lại vô ra. Đó. Ghế càng ngồi luôn. Được rồi, anh ngồi đi, Quá không? Hấp hấp nước nước súp coi. Lớp chả, lớp rau. Lớp bún, lớp mắm nữa, trời ơi, hòa quyện vậy, không biết sao mà không biết thèm nữa. Năm ăn thấy thèm nước miếng chảy không? Trên Sài Gòn bán này 60 mấy ngàn tô phải không? Nói chuyện, nói chuyện. Hầu nó nói á. Còn Châu Đốc, còn nhà của bà Năm Châu Đốc thì làm miễn phí, không biết nhiêu. Mực của người ta xé ra, còn mực của mình nó chơi nguyên con. Nó cắn luôn. Tại nãy kia cắt ra. Tôi đánh giá là bún mắm này không đạt được. Đây, tao bún mắm. Ăn từ từ anh Tấn. Thấy từ giờ anh ăn không buông đũa cho anh Tấn. Ngon quá à. Dạ. Đổ buông rồi nó mất con tôm gì đâu. Cười lên coi bà Năm. Bà Năm cười chụp hình thấy đẹp quá ta.